Dù chưa được cấp phép xây dựng, nhưng dự án Eurowindow River Park, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội đã được giao bán rộng rãi trên mạng Internet và một số sàn giao dịch bất động sản với những lời quảng cáo hấp dẫn để kêu gọi khách hàng mua nhà. Dự án chung cư Eurowindow River Park do công ty cổ phần Eurowindow Holding, tập đoàn Eurowindow làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gồm 4 tòa cao từ 33 đến 39 tầng nổi và 3 tầng hầm, dự kiến bàn giao vào quý 4 năm 2018 và được các sàn môi giới thổi lên như một dự án có vị trí đắc địa, nằm trên trục đường 5 kéo dài, vị trí gần sát cầu Đông Trù, chỉ mất 15 phút di chuyển là vào đến trung tâm thành phố. Trong khi, trên danh sách tổng hợp các dự án đã được Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản chấp thuận bất động sản hình thành trong tương lai, đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh theo quy định, thì dự án này hoàn toàn không có tên. Mặt khác, khi có mặt tại dự án theo ghi nhận tại đây, vẫn là một bãi đất hoang cỏ mọc tùm. Tuy nhiên, từ vài tháng gần đây, trên mạng Internet đã tràn ngập thông tin về việc bán căn hộ tại dự án chung cư này với giá rất cạnh tranh, khiến người có nhu cầu dễ siêu lòng. Cụ thể, căn hộ nằm ở tòa Park 1, có giá 17 triệu đồng một mét vuông. Khi mua, khách hàng sẽ còn được chiết khấu 4%, kèm theo cơ hội trúng xe Kia Morning trị giá 400 triệu đồng. Xung quanh dự án này là hàng loạt các địa điểm kinh doanh của sàn bất động sản như Danco Group, Santa. Nhân viên môi giới liên tục lượn quanh dự án để tìm kiếm khách hàng và phát tờ rơi giới thiệu dự án. Có mặt tại dự án, phóng viên ghi nhận được một góc công trình vẫn trong tình trạng nằm im bất động, cỏ mọc tùm. Thế nhưng, ở một góc khác nhiều máy móc lại đang hoạt động. Cụ thể, góc giáp với mặt đường 5 kéo dài, nhiều máy cẩu đang cẩu những thanh sắt lớn để ép xuống đất. Đất cũng đã được đào bới thành từng hố sâu ở đây. Tối nay thì đào được một ngày rồi. Tối kiểu như đào chui ấy. Xa xa, một công nhân đang tiến hành hàn gắn những tấm sắt với nhau. Được biết, dự án mới chỉ được cấp phép xây dựng một tòa chung cư là tòa nhà ở xã hội, còn 4 tòa nhà khác vẫn chưa được cấp phép xây dựng. Theo luật nhà ở năm 2005, việc mua bán nhà ở thương mại được tiến hành thông qua hình thức trả dần, trả chậm hoặc trả tiền một lần. Trong trường hợp thiết kế nhà ở đã được phê duyệt và đã hoàn thiện phần móng, thì chủ đầu tư được huy động vốn từ tiền ứng trước của người có nhu cầu thuê hoặc mua nhà ở. Tổng số tiền huy động trước khi tiến hành bàn giao nhà cho khách hàng không được vượt quá 70% giá trị của nhà ở ghi trong hợp đồng. Còn tại điểm D khoản 3, điều 9, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 quy định, chủ đầu tư chỉ được ký kết hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai sau khi đã có bản thiết kế kỹ thuật nhà ở được phê duyệt, đã hoàn thiện phần móng và đã hoàn thành thủ tục mua bán thông qua sàn giao dịch bất động sản theo đúng quy định về kinh doanh bất động sản trong luật và đã thông báo đến Sở Xây dựng nơi có dự án xây dựng nhà ở trước 15 ngày. Cụ thể, việc xây dựng xong phần móng của căn nhà, tính cả công trình nhà ở với mục đích sử dụng hỗn hợp, quy định ở điểm này được xác định là giai đoạn đã xây xong phần đài giằng móng, kể cả phần xử lý nền nếu có, hoặc đến độ cao mặt bằng sàn của tầng thấp nhất tại công trình nhà ở này và được nghiệm thu kỹ thuật theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng. Nghị định số 71 nêu trên cũng quy định các trường hợp huy động vốn không đáp ứng đủ các điều kiện và không đúng các hình thức quy định thì hợp đồng đã ký kết không có giá trị pháp lý. Trường hợp này, bên huy động vốn sẽ bị xử lý theo đúng quy định hiện hành. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.